Wow, chúc mừng kỷ niệm nhé Betty. Còn đây là món quà cho cậu. Ôi, cái này cho tớ sao? Ồ, không biết là đây có gì. Wow, có bao nhiêu là sô-cô-la này. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Có gì đó thay đổi sao? Wow, nhiều cậu cao su thế, cậu là nhất. Ôi, tớ bị sao vậy? Tuyệt, ôi, tớ cũng có một cái đồ mới này. Chuyện gì lại đang xảy ra vậy? Ồ, trời ạ, có vẻ như sẽ có thử thách đấy. Hay thật đấy. Ồ, có cái gì rơi vậy? Ồ, một quả trứng khổng lồ Hubba Bubba sao? Wow, tớ rất thích. Còn tớ thì có Kinder Surprise lớn. Ôi, hãy thử ngay thôi. Nào, hãy cẩn thận gỡ nó ra nhá. Ôi, tớ thực sự có kẹo cao su này. Còn tớ thì có quả trứng sô-cô-la thật rồi. Wow, cái này tuyệt lắm sao. Ôi, nhưng mà sao tớ cắn nó được nó nhở? Tớ không hiểu. Tớ nghĩ là cậu sẽ cần dùng thử búa đấy. Ôi, cậu là một thiên tài, đúng rồi. Nào, cần phải nhắm chính nhá. Không, không phải như này. Emma làm như nào thì nhanh hơn nhở? Ôi trời ạ, tại sao cậu kéo dài thời gian thế? Cậu chỉ lấy và đập nó thôi. Đấy, như này là bạn đã sẵn sàng rồi. Hãy xem có gì bên trong nào. Ồ, wow, bao nhiêu là nhân ở bên trong này. Tuyệt vời thế, tớ muốn thử nó. Trời ạ, kem ngon thế. Ôi, cái này chắc chắn là cần thìa rồi. Ôi, cái phần này to quá. Ôi, quá là ngon luôn. Và còn có cả sô-cô-la cùng nữa chứ. Và bây giờ tớ muốn thử cái viên sô-cô-la này. Nào nhanh lên. Ui, trời ạ, nó bay lên mất rồi. Thôi không sao, không sao, tớ bắt được. Cậu bắt được, bắt được. Nào, cố lên, cố lên. Ai? Ôi, tớ chóng mặt quá. Nhưng tớ bắt được nó rồi. Wow, làm tốt lắm. Bây giờ, cuối cùng tớ cũng được thử rồi. Ồ, nó giòn lắm sao. Tớ rất là vui cho cậu đấy. Thôi được rồi, bây giờ đến lúc tớ phải thử rồi. Bấm. Ồ, được rồi này. Bên trong có gì đấy? Ồ, wow, bao nhiêu là nhân này. Cần phải thử. Ồ, cái này sáng quá. Cái này cũng là kẹo cao su. Và đây là bong bóng nhá. Ôi, chúng ta cần phải lấy nhiều hơn. Ngon thế. Ồ, Betty có gì đấy? Nhìn này em à, bây giờ tớ sẽ thổi siêu bong bóng luôn. Ôi, bay đi mất rồi. Ồ, trời ơi. Ôi, trời ạ, à, hạ cánh hơi không ổn. Nhưng mà thôi không sao đâu. Ôi, nhưng cái đồ ngọt này thật là thú vị, rất là khác nhau. Ôi, điên mất, tớ có cả một cỗ máy kẹo cao su, thật là hay. Tớ có thể thử đầu tiên được không? Ok, cậu thử đi. Tớ sẽ xoay cái này nhá, và có kẹo cao su này. Ôi, đúng rồi, cái này thực sự rất là ngon. Ôi, hãy xem có bong bóng như thế nào từ nó nhá. Ôi, bay đi đâu mất rồi. Cậu có nhìn thấy không? Nó bay lên trên trần nhà rồi. Một cái rất là ít. Tớ muốn ăn vài cái cùng một lúc cơ. Hãy nhìn nhá. Bây giờ tớ sẽ thử bong bóng, thực sự rất là tuyệt vời luôn. Ồ, kích thước hay đấy. Nhìn kìa, nhìn kìa. Wow, hay quá. Ừ, nhưng mà đó chưa phải là hết đâu. Bây giờ tớ sẽ lấy cả một đống kẹo cao su. Và bây giờ tớ sẽ thổi một bong bóng rất là to luôn. Cái điều chính là cần phải nhai thật là kỹ. Cái thổi bong bóng này sẽ là dành cho máy. Ồ, trời ạ, nó mang đi thật rồi kìa. Ừ, tớ vui đúng không? Ôi, cái gì vậy? Ôi, không sao mà, tớ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Thôi được rồi, như cậu nói, còn kẹo đang đợi tớ rồi. Tớ sẽ bắt đầu từ cái nào nhỉ? Tớ sẽ thử cái từ cái này nhá.
Ồ, lại còn có nhân nữa chứ. Ôi trời ạ, nó có dâu tây. Tớ tự hỏi, các vị khác sẽ có vị gì nhỉ? Thử màu vàng nhá. Còn cái này giống vị chuối, đúng rồi. Nào, bây giờ thì tớ sẽ thử cái màu xanh này nhá. Ôi, cái này chắc chắn là táo rồi. Ôi, tớ tự hỏi, thế còn cái vị màu đỏ này là vị gì? Ôi không, trời ạ, đây là vị ớt cay. Trời ạ, mọi thứ đang cháy. Ôi không, trời ạ, tớ đang thở cay. Ôi, cái này quá cay rồi. Ôi, tóc tuyệt lắm em mà. Lần đầu tiên tớ thấy Nutella kẹo cao su. Còn tớ thì có cao sô-cô-la. Và tớ rất là thích nó. Ôi, tớ muốn mở nó ra ngay bây giờ. Tớ sẽ ăn nó bằng thìa. Ngon thế. Nhưng mà với sữa thì chắc chắn sẽ ngon hơn rồi. Tớ sẽ cho một thìa vào đây. Không, tớ sẽ cho thêm một thìa nữa. Không, vẫn ít, thêm thìa thứ ba nhá. Ôi, ai tính chứ. Tớ sẽ đổ cả cái gói này vào luôn. Ôi, đúng rồi, quá tuyệt vời. Như này thì đủ rồi. Không, tớ sẽ vẫn cho thêm một tí nữa. Bây giờ thì có thể ngoáy lên rồi nhá. Thử nào. Vừa ngon, vừa tuyệt vời. Ôi, tớ bị nghẹn cacao. Xin lỗi em, xin lỗi nhá. Tớ không cố ý. Để tớ giúp cậu nhá. Tớ không cần đâu. Thôi được rồi, tớ sẽ không chạm vào cậu. Đến lúc tớ phải thử kẹo cao su của mình rồi. Tớ thậm chí không cần cái thìa đâu. Wow, nó thực sự rất là kéo dài ra đấy. Hãy kiểm tra xem bong bóng của tớ sẽ như thế nào nhé. Ồ, không tệ chút nào. Nhưng mà tớ muốn ăn nhiều thêm. Ôi, ê, tại sao cái này không rút ra được? Ê, này, nào trả đây. Thôi đủ rồi đấy, tự yêu cầu đấy nhá. Trời ạ, chuyện gì vậy? Nào. Này nhá, tớ vẫn sẽ lấy được cậu thôi. Ồ, thú vị thật đấy. Tớ sắp làm được rồi. Ups, hình như là cái này hơi quá rồi. Xin lỗi bạn rất nhiều nhá. Nhưng mà tớ vẫn còn một ít cậu cao su trên tay. Trời ơi, cậu làm gì đây? Trời ạ, đây là kẹo cao su sao? Tuyệt thật đấy. Wow, cốc tai với vị sô-cô-la. Tớ thích nó quá. Tớ sẽ bắt đầu với bounty nhá. Tớ sẽ tháo nắp ra. Và... Ê, tại sao nó không đổ ra nhờ? À, tớ hiểu rồi. Cần phải mở cả cái nắp này ra nữa. Lạnh, mát lạnh, ngon quá. Trời ạ, một cốc tai thực sự trong chai. Còn bây giờ thì Twix. Ôi, cực kỳ ngon luôn ý. Nhưng mà sao ít thế này? Trời ạ, đã hết rồi sao? Thật tốt, khi vẫn còn Snickers. Bây giờ mình sẽ tháo nắp ra và cho que kem vào đây. Chờ một chút nhá, bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy cái này. Tớ sẽ cho vào trong tủ lạnh và đợi một chút. Sẵn sàng rồi. Hello Betty. Hãy nhìn này. Tớ được có cả một que kem thực sự rồi. Ôi, ngon lắm sao. Ôi, bây giờ đến lúc tớ thử nhá. Bắt đầu với cái nào nhỉ? Tớ sẽ bắt đầu thử với cả cái màu vàng. Nhìn nó tuyệt vời chưa này. Xem bên trong có gì nhá.
Wow, nó là kẹo cao su này. Ôi, kéo ra thật là vui. Nào, bây giờ đến lúc phải thử bong bóng. Ôi, cái này vỡ nhanh thế. Và bây giờ mặt tớ đầy kẹo cao su rồi. Ôi, trông cậu buồn cười quá. Eo ơi, thôi được rồi, tớ cần bổ sung. Như thế này này. Nhiều hơn một chút nữa. Và nhiều hơn một chút nữa. Bây giờ tớ sẽ thổi bong bóng thực sự đây nhá. Chút nữa thôi. Ôi. Ôi, nhưng mà nó lớn biết bao. Thôi được rồi, đến lúc phải làm chai tiếp theo rồi. Nào, bây giờ tớ sẽ ăn nhiều hơn nhá. Bắt đầu thổi. Ups. Ôi, tớ lại người đầy kẹo cao su rồi. Nhưng mà cái này vui quá. Và cái cuối cùng nhá. Ôi, ngon thế. Và thêm một bong bóng cuối cùng. Ôi. Trời ạ, bây giờ người tớ đầy kẹo cao su rồi. Trời ạ, kinh quá. Nó dính đầy người tớ rồi. Trời ạ. Ôi, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì kẹo cao su thực sự ấy. Đáng sợ quá. Trời ạ, tớ muốn bỏ cái này ra cơ. Khổ thân cậu ấy. Tớ phải làm gì bây giờ? Cứu tớ với. Ai cứu tớ với? Trời ạ, người tớ dính hết cả giờ rồi. Bỏ nó ra đi. Tớ không muốn đi như này cả đời đâu. Trời ạ. Hãy đăng ký kênh Munchido Challenge. Với kênh hùng của chúng tớ, các bạn sẽ luôn cảm thấy rất là vui vẻ. Hãy ở lại với chúng tớ nhé. Và hẹn sớm gặp lại. Bye bye.